先生おはよう。母さんおはようございます。Xin chào các bạn, mình là Tâm đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series mới của Edubra TV. Và chủ đề của ngày hôm nay là một số câu hội thoại ở trường học. Ở phần mở đầu này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn ba bí mật thú vị của trường học ở Nhật Bản. Sự thật đầu tiên là các bạn học sinh ở Nhật Bản thường sẽ ăn chung một bữa và chung một thực đơn. Và sẽ có nhiều học sinh đảm nhiệm việc phục vụ bữa ăn theo phiên trực của mình. Tuy rằng học sinh có thể hoàn toàn tự mang bento, tức là cơm hộp để đến trường. Tuy nhiên thì thực đơn ở một số trường học tại Nhật Bản luôn có quy định riêng. Ở mỗi khu bếp thì sẽ có những học sinh chịu trách nhiệm mang thức ăn từ khu vực bếp ăn đến khu vực lớp học để các bạn có thể dùng bữa. Sự thật thứ hai chính là các trường học ở Nhật Bản không hề có những viên dọn vệ sinh. Trường học ở Việt Nam thì có đúng không? Nhưng trường học ở Nhật Bản thì hoàn toàn không. Mà công việc dọn vệ sinh hoàn toàn sẽ do các bạn học sinh tự đảm nhiệm. Ngay cả giáo viên, nhân viên nhà trường hay là các cấp lãnh đạo như hiệu trưởng cũng phải tự mình làm việc này. Và cuối cùng là ở Nhật Bản không hề có học sinh lưu ban, tức là ở lại lớp ấy. Ở một số quốc gia như Hoa Kỳ, Philippines hay cả Việt Nam thì những học sinh học không được tốt thì sẽ ở lại lớp một lần nữa. Tuy vậy, ở Nhật Bản dù có ăn trứng ngỗng cả năm thì vẫn sẽ dự lễ tốt nghiệp của mình. Và thực sự thì điểm số không quan trọng khi mà dự thi lễ tốt nghiệp đâu. Tuy vậy, ở Nhật Bản, dù bạn có ăn trứng ngỗng cả năm thì vẫn được dự lễ tốt nghiệp. Tuy vậy, dù ở Nhật Bản bạn có ăn trứng ngỗng cả năm thì vẫn được dự lễ tốt nghiệp. Và điểm số thì thường rất là quan trọng với các kỳ thi sát hạch đầu vào như là vào trung học, hay là cao học, hay là đại học. Tuy nhiên thì bạn cũng cần phải học hành chăm chỉ, nhất là kanji để có thể đủ số lượng từ và đọc hiểu nhé. Như vậy là hết ba sự thật rồi, và bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua học những mẫu sau kaiwa trong trường học nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ học một số những câu kaiwa đối với thầy cô. Sensei, kore to. Sensei, chotto wakaranai node oshiete itadakemasen ka? Sensei, kore chotto wakaranai node oshiete itadakemasen ka? Tức là thầy ơi hoặc là cô ơi, cái này em không hiểu, có thể giải thích cho em có được không? Sensei, kono kanji wa nan to yomimasu ka? Sensei, kono kanji wa nan to yomimasu ka? Có nghĩa là thầy ơi cô ơi, chữ hán này đọc như thế nào ạ? Sensei, kore wa douyu imi desu ka? Sensei, kore wa douyu imi desu ka? Tức là thầy ơi cô ơi, cái này có nghĩa là gì ạ? Sensei, a to be wa dou chigaimasu ka? Sensei, a to be wa dou chigaimasu ka? Cô ơi, a và b khác nhau cái gì ạ? Sensei, mou sukoshi yukkuri itte itadakemasen ka? Sensei, mou yukkuri itte itadakemasen ka? Tức là cô ơi, có thể nói chậm lại một chút có được không ạ? Sensei, kyou taisho ga yokunai node kisseki sasete itadakemasen ka? Sensei, kyou taisho ga yokunai node kisseki sasete itadakemasen ka? Có nghĩa là thầy ơi cô ơi, hôm nay em không được khỏe, có thể nghỉ hôm nay được không ạ? Ở trường học không chỉ nói chuyện với thầy cô mà các bạn còn nói chuyện với bạn bè nữa, đúng không? Hajimemashite, Tamu desu. Hajimemashite, Tamu desu. Tức là xin chào, tôi là Tâm. Đây là câu dùng để giới thiệu khi lần đầu tiên các bạn gặp nhau nhé. Jūgyō ga owattara ochā shinai. Jūgyō ga owattara ochā shinai. Tức là sau giờ học uống trà không? Nè, shukudai dekita. Nè, shukudai dekita. Tức là ê, phải làm tập chưa? Pen o kashite kureru? Pen o kashite kureru? Ê, cho mình một cái bút đi. Hai, Edura Nihongo Gakko de gozaimasu. あ、すみません。私はエルラ日本語学校 A クラスのハーと申します。ハーさんですか。どうしましたか。田中先生はいらっしゃいますか。すみません。田中先生は授業中なので電話
に出ることができないんです。ああ、そうなんですか。では、伝言をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、大丈夫です。昨日から熱が下がらなくて、今日の授業はお休みすることと、伝えていただけませんか。はい、わかりました。田中先生にお伝えします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ハーさん、おなじみ。Như vậy thì mình đã giới thiệu cho các bạn một số mẫu câu kế hoa được sử dụng trong trường học rồi. Như thường lệ thì chúng ta sẽ có thêm một đoạn hội thoại phía dưới để có thể giúp các bạn hiểu thêm về những câu hay hoa này nhé. Và nếu các bạn yêu thích video này, xin đừng quên like, share và comment ở phía dưới cho mình. Và hãy subscribe kênh YouTube của Edura TV để theo dõi hơn những video của chúng mình nhé. Cuối cùng, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Mình là Tâm. Bye bye!